Úi dồi, mọi người đi rừng mà bắt gặp được cái cây đu đủ rừng này thì phải lấy ngay. Cái cây này là một loại cây mà em còn đem về trồng trong vườn nhà để có thể làm nguyên liệu những lúc cần kíp. Đây là một loại cây có thể điều trị về những chứng đó là sỏi thận này. Sỏi thận to cỡ nào to mà mình dùng cái cây này rất là hiệu quả. Ngoài ra điều trị sỏi mật nữa, nhiễm trùng tiết niệu dùng cực kỳ hay. Thế thì cái cây này gọi là cây đu đủ rừng, nó chả liên quan đến loại đu đủ cả. Mà cái lá này mọi người có thể nhìn xa một chút là lá nó khá giống lá đu đủ đúng không ạ? Và bộ phận sử dụng của nó thì em sẽ thường sử dụng là cái thân của nó như thế này. Cây nó sẽ có hơi dài một chút nhé. Nếu mọi người đi rừng mà gặp thì nên chặt về phơi khô và dùng dần, vì cái này nó có thể phối trong những thang thuốc sỏi thận, và kể cả dùng đơn lẻ vị này đều có tác dụng tuyệt vời. Và bình thường ấy, thì em điều trị mọi người ấy, thì mình dùng cái này kết hợp một số vị thuốc nữa, ví dụ như hải kim sa này, kim tiền thảo này, và một số vị khác nữa thì nó tăng tính hiệu quả hơn. Đấy, cái cây này khá là to rồi, em trồng lâu rồi, còn đi rừng có những cây nó còn to hơn cơ. Đấy, thì mọi người cứ băm ra phơi khô và dùng. Với hàm lượng thì mọi người cứ dùng cho em là khoảng 20g khô hoặc là 40g tươi. Nếu có tươi thì tươi luôn cũng được. Đấy, nhưng mà khô sẽ dễ bảo quản, dễ phơi phóng hơn. Đấy, thì mọi người đun với khoảng 1 lít nước đun sôi cho em và uống hàng ngày nhé. Đấy, đây chính là cái cây mang tên là cây đu đủ rừng. Mong mọi người theo dõi và chia sẻ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.